là cái ngày giao thừa 2017 thì đó là cái ngày đầu tiên mà mình gặp Only C. Thì là C tới trễ đâu cả 2 tiếng nhưng mà mình vẫn cứ ngồi chờ. Thì C xuất hiện với một cái bộ dạng tôi nói là bơ phờ, mắt kính đen, đeo kính mặt, và trong suốt buổi nói chuyện đó không bao giờ mở mắt kính ra hết. Thì vừa mới đặt ngồi xuống thì câu đầu tiên là C nói là em bị trầm cảm. Thì căn bệnh này thực sự là nó đến xuất phát từ trong chính bản thân của người ta. Có thể một phần bởi vì anorexia đã bị chịu khá nhiều cái áp lực từ dư luận. Bị mất ngủ kéo dài cho đến bây giờ là gần một năm rồi. Thì mình phải chật vật để mình phải tìm hiểu tại sao mình lại bị mất ngủ. Mà mình ngủ không được thì nó dẫn tới tình trạng là trầm cảm, chán ghét tất cả mọi thứ trên đời. Trong cuộc sống này không có gì làm mình niềm vui, mình vui cả. Mình đi du lịch mình không thấy vui. Thậm chí cái mà đưa mình đến với cuộc sống, cái mà giữ chân mình tới ngày hôm nay là cái gia đình và âm nhạc, nó cũng không đem lại cho mình niềm vui. Mà mỗi khi nghĩ về nó mình lại cảm thấy nặng nề hơn. Thì khi ở Singapore đang nằm trong phòng khách sạn thì mình nghĩ tới chuyện là mình phải nhảy xuống để mình kết thúc. Cảm nhận được mình là thừa thải trong cuộc sống này, mình không cảm nhận được cái niềm vui. Mình nghĩ từ trước giờ mình không sợ hãi cái gì đâu. Nhưng mà khi mình bị trầm cảm thì mình mới biết được là à không, bản thân mình sợ hãi rất nhiều. Và rồi mỗi ngày mình phải gặp nó, mỗi ngày mình phải đối mặt, đối diện với nó. Và bỗng nhiên khi đó thì tất cả những giác quan, tất cả những cảm nhận của mình nó hoàn toàn lạ lẫm, tại vì chưa bao giờ trải qua những chuyện này. Và mình cảm giác không ai bên cạnh mình hết. Thì cái mà giữ chân mình là lúc mà điện thoại sáng lên là hình gia đình. Những cái lúc mà hiếm hoi thấy Si chơi với con, những hình mà Si ôm con đó, mình nói oh man, thằng em này quá đã luôn, giống nói chung là nó rất là đồng cảm trong cái chuyện đó. Lưu Hoàng cảm nhận được khi mà anh Si, Only Si có con á, thì cái trách nhiệm cũng như là cái sự đàn ông, cái sự trưởng thành, sự chín chắn của anh ấy được bộc lộ một cách rõ rệt nhất. Ok, mình không phải sống vì mình nữa, mà mình phải sống vì vợ con, mình phải sống vì tất cả những người đang cộng sự cùng mình. Anh em ekip, khán giả, tất cả những người luôn luôn yêu mến mình, luôn luôn ủng hộ mình, thì mình phải đặt ngay câu hỏi cho bản thân là bản thân mình đang muốn gì. Thực chất là không phải là không muốn gì, mà đang rất muốn, chứ không phải là muốn kết thúc. Tức là bản thân của mình đang muốn mình hết trầm cảm, mình hết bệnh, mình có thể quay về, chỉ cần hết cái đó thôi là mình có thể quay lại yêu âm nhạc, có thể quay lại yêu gia đình hơn, có thể quay lại yêu những gì mình đang có, yêu cuộc sống hơn. Quan trọng là mình biết mình thích cái gì và mình làm được cái mình thích, là hai cái mà rất quan trọng trong cái công việc hàng ngày, cũng giống như là cái chìa khóa để giúp cho mình có thể lấy được cân bằng trong cuộc sống. Cái cân bằng đó nó phải xuất phát từ bên trong. Mình phải thử xem chứ, đúng không? Bây giờ nếu mình không thử thì mình sẽ kết thúc cái cuộc sống này bằng cách vô nghĩa như vậy. Lúc đầu là mọi thứ nó rất là khó khăn khi mình phải di chuyển từng bước, nhưng mà mỗi ngày rồi một chút, mình phải cởi bỏ tất cả những gì mà mình đang gánh trên lưng đi. Mình đi, mình cứ bước đi thôi, còn như nào cả. Là mình đang muốn Si làm một cái ca khúc cho Em Chưa 18 và coi như là phụ trách phần âm nhạc cho cả phim, là có một cái thông điệp mà không có một cái nhân vật nào trong phim được quyền nói ra, và đó là cái lãnh địa của âm nhạc, đó là cái ca khúc nó sẽ nói dùm tất cả các nhân vật ở trong phim, đó là yêu là tha thứ. Thời điểm đó là anh Si coi như là ông bế tắc với âm nhạc. Rất là khó gọi gặp được Si. Những người trong công ty thì nói là rất là sốt ruột, tại vì biết rằng là Si trong cái thời gian đó là rất là trầm cảm. Cái dư luận xã hội, diễn đàn lúc đó là xoay quanh coi như là công kích kinh khủng lắm. Thực sự là anh em coi như là cạn kiệt hết ý tưởng rồi, nhưng bên cạnh đó là một người sếp thì anh biết, luôn luôn biết cách tạo ra những cái nguồn cảm hứng, những cái nguồn năng lượng. Để ví dụ như là anh có thể không làm nhạc thì hai đứa em của anh vẫn phải làm nhạc cực hay cho anh để anh đi hát.
Xong tới lần gặp kế tiếp, xuất hiện vô cùng tự tin luôn. Đưa ra cho mình nghe cái bản demo. Mình nghe xong lần, như là vừa mới nghe cái intro thôi là mình nói rồi, dính. Xong kia là tới lời verse 1, tới là chorus, là mọi thứ nó hoàn hảo. Thì cái khó khăn kế tiếp đó là bài này ca từ hay quá Si ơi, dài dặn quá Si ơi, bây giờ ca sĩ nào thể hiện được bây giờ. Cảm xúc lần đầu nghe cái bài đó Si hát. Rất là, từ cái bản mà Si gửi đó đó cho tới lúc mà ra phim á, gần như không có chỉnh sửa gì hết, nó gần như hoàn hảo luôn. Nó bắt dính ngay cái tâm hồn và cái chủ đề của bộ phim, kể cả về hình thức lẫn nội dung, nó ăn khớp hết. Mình mới thấy là wow, bạn này cái cảm nhận của bạn quá nhanh. Có lẽ là qua cái thời gian mà gọi là khó khăn, mà phải gọi là đấu tranh với tâm lý của mình, đấu tranh với lại cái thế giới của mình đó, mà Si có lẽ là bắt được cái nhịp sống, cái hơi thở của nghệ thuật nó nhạy hơn. Olysee nghĩ có lẽ là một năm vừa qua là một năm đầy biến cố, và mong là Olysee có thể truyền cảm hứng được cho tất cả những bạn đang gặp phải vấn đề giống mình có thể vượt qua được. Và không những vượt qua được hết căn bệnh không đâu, mà còn làm cho tinh thần của mình và cuộc sống của mình, công việc của mình càng ngày càng tốt hơn. Cái đó là cái mà mình rất mong ước, và mình mong muốn là sẽ càng ngày càng nhiều những cái câu chuyện như này, và sẽ được nhân rộng tới tất cả những bạn mà đang gặp phải vấn đề. Bởi Odyssey không thích cái chuyện mà một ai đó gặp phải một cái chuyện gì đó áp lực về tinh thần và rồi họ phải kết thúc. Mình cảm nhận Olysee không chỉ là nhạc sĩ, ca sĩ, mà Olysee là một nghệ sĩ thật sự. Chưa bao giờ chịu thua một cái hoàn cảnh nào hết. Và Olysee mong là Olysee cũng là một cánh tay để chung với tất cả mọi người làm cái gì đó, điều gì đó tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Cũng đừng quên subscribe channel của mình nhé.